Những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông gần đây cho thấy, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng các hệ thống phòng thủ nổi để bổ sung thêm lớp phòng thủ cho cầu Kursk, cây cầu chiến lược nối liền Nga với bán đảo Crimea. Nga triển khai hệ thống phòng thủ mới chặn USV Ukraine. Theo Mes, một hãng tin Nga nổi tiếng, với việc xuất bản nội dung độc quyền từ các cơ quan an ninh để bảo vệ cầu Kursk, Nga đã thiết lập các hệ thống phòng thủ nổi để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái của Ukraine ở Crimea. Kênh Telegram của Mes đã đăng một bức ảnh cho thấy việc lắp ráp một phần của cần trục giống như đường ống có gân. Ngoài ra, đường ống còn có một hàng rào bằng các thanh kim loại thẳng đứng được gia cố bằng một thanh ngang. Hãng tin Mes cho rằng các rào cản được thiết kế để chống lại phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới nước. Cây cầu Crimea đã được rào thêm bằng các thanh bảo vệ đặc biệt trong trường hợp Ukraine thực hiện một cuộc tấn công mới. Theo thông tin của chúng tôi, trong tương lai, các rào chắn này sẽ bảo vệ cây cầu khỏi các cuộc tấn công trên suốt chiều dài của nó, hãng tin Mes cho hay. Hệ thống phòng thủ nổi là những rào cản vật lý, tương tự như lưới chống tàu ngầm hoặc chống ngư lôi, đã tồn tại trong vài thập kỷ. Chúng được cho là hữu ích để chống lại các mục tiêu nhỏ hơn như USV, đã được Ukraine triển khai rộng rãi và tương đối khó phát hiện hơn. Theo Eurasian Times, chiều dài của cầu Kursk gây khó khăn cho Nga trong việc phòng thủ trước các thiết bị không người lái của Ukraine, vốn không thể bị phát hiện ngay trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Do kích thước nhỏ, các USV tấn công của Ukraine gây khó khăn cho lực lượng Nga trong việc phát hiện bằng radar và sonar. Nga triển khai thêm hệ thống phòng thủ vài ngày sau khi cây cầu chiến lược Crimea bị nhắm mục tiêu hôm 17 tháng 7 bằng hai USV, gây hư hại một phần đường của cầu, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Giới chức Nga chỉ trích các cuộc tấn công như vậy là hành động khủng bố và tuyên bố sẽ đáp trả. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu bị tập kích. Tháng 10 năm 2022, cầu Crimea đã hư hại nghiêm trọng sau một vụ nổ lớn. Vào tháng 7 năm 2023, Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ việc này. Trong khi mối đe dọa đối với cầu Kursk trước đây được cho là từ tên lửa phóng từ trên không và máy bay không người lái, cuộc tấn công vào tháng 7 đã cho thấy lỗ hổng bảo vệ đối với cây cầu trước USV của Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào Crimea bằng thiết bị không người lái trên mặt nước và dưới nước, bao gồm cả việc nhắm vào căn cứ hải quân ở Biển Đen của Nga tại Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 8 thông báo các xuồng không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công hai tàu Nga được giao nhiệm vụ giám sát hàng hải ở phía tây nam Biển Đen cách Sevastopol khoảng 340 km. Theo đó, tất cả các phương tiện đã bị hải quân Nga phá hủy và cả hai tàu vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực. Cầu Kursk hoàn thành vào năm 2018 là một tuyến đường hậu cần chiến lược bao gồm các tuyến đường bộ và đường sắt. Trải dài hơn 16 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu và được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Vào tháng 7 năm 2022, các lực lượng Nga lần đầu tiên triển khai các biện pháp bảo vệ cầu Kursk để vận chuyển binh sĩ, nhiên liệu, thực phẩm và hàng hóa từ đất liền Nga đến Crimea. Vào thời điểm đó, các nhà quan sát cho rằng quân đội Nga đã triển khai các xà lan được bao phủ bởi các tấm phản xạ radar và khả năng tạo màn khói để bảo vệ cây cầu quan trọng nối Nga với Crimea nhằm che chắn cây cầu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Bên cạnh các xà lan, nhiều tấm phản xạ radar được gắn vào vùng nông xung quanh cầu như một chiến thuật phòng thủ. Khi Nga tăng cường khả năng phòng thủ ở Crimea, cũng là lúc nước này tập trung vào việc bảo vệ cầu Kursk bằng nhiều biện pháp. Nga đã sử dụng cả các hệ thống phòng thủ khác, chẳng hạn như hệ thống tác chiến điện tử, khiến các phương tiện của đối phương mất kiểm soát hoặc không thể phát tín hiệu hay thông báo quan trọng cho đồng đội. Với các rào cản vật lý như hệ thống phòng thủ nổi, có thể thấy Nga đang củng cố hệ thống phòng thủ hơn nữa để không có bất kỳ kẽ hở nào trên tuyến đường chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.